Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Nguyen của mình. Mấy ngày nay mình không có làm video để đăng tải lên kênh YouTube cho các bạn xem được. Lý do là mình có bị một vụ tai nạn nho nhỏ, nó ảnh hưởng tới xương của mình. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn coi cái chỗ vết thương mà mình đã đi phẫu thuật. Thì cái vết thương này là mình bị gãy 1/3 xương vai, phải mổ và nẹp. Thì lúc mà bị xe tông té xuống á thì mình sẽ không có cảm giác gì hết, mình sẽ bị điếng người tí xíu, nhưng mà khoảng từ 3 tới 5 phút sau thì nó sẽ rất là đau. Đây, mình sẽ review cho bạn coi. Ở cái chỗ này mình che lại nha, nhìn nó thô thiển quá. Đây, các bạn có thể thấy. Đây nè, ngay cái phần xương đòn hay là còn gọi là xương quai xanh đó, thì đã phẫu thuật và bắt nẹp rồi. Thì may mắn là mình vừa nhập viện là đã được mổ liền, cho nên cái cảm giác đau nó cũng sẽ bớt đi một chút. Thì khi mổ các bạn sẽ có hai lựa chọn, một là mổ gây mê, còn không thì chúng ta sẽ mổ gây tê. Mà thường thường mổ gây tê sẽ tốt hơn gây mê nha. Gây mê nhiều quá thì nó có hại cho cái đầu óc của các bạn. Thì mổ có đau không? Mổ gây tê có đau không? Rất là đau nha các bạn. Đó, các bạn có thể xem một cái con rít dài đang nằm trên cái xương đòn của mình. Đó. Thì mình bị cái này được khoảng hơn 10 ngày rồi. Gần sắp tới ngày cắt chỉ rồi. Thì khi mà mổ về các bạn sẽ mua cái đai số 8 chúng ta đeo để cố định cái nách, chúng ta không phải cử động quá nhiều. Bác sĩ khuyên á, là từ 3 tới 6 tháng chúng ta mới hoạt động được lại bình thường, nhưng mà vẫn hạn chế cái việc bưng bê nặng. Đó. Hiện tại bây giờ thì ngay chỗ cái vết mổ này nó không có đau, mà nó đau xung quanh đây nè. Đó, nó đau xung quanh quanh đây. Còn ngay chỗ mổ thì nó không có đau, nó chỉ có cảm giác là nó nặng thôi. Giống như chúng ta đeo một cái túi trên trên vai vậy đó. Thì mổ về các bạn cũng phải kiêng cữ ăn uống đâu. Chứ không phải muốn ăn gì là ăn, nhưng mà ăn tôm, cua vẫn được để bổ sung canxi cho xương nó mau liền. Thì nếu mà một thời gian sau mà các bạn cảm thấy nó hết đau rồi đó, hết đau hẳn, thì có thể mổ để lấy cái nẹp inox ra. Mình có tham khảo những người trong cái bệnh viện rồi, người ta cũng bị giống như mình nè. Người ta mổ rồi á, người ta nói là mổ về thì cứ để xuôi tay xuống bình thường, đi đứng lưng cho nó thẳng, vai cho nó thẳng. Nếu mà chúng ta đi với một cái dáng mà sợ đau á, sợ nặng thì lâu ngày nó sẽ thành tật. Đó, các bạn lại thấy 7 mũi dài, và bây giờ cảm giác của mình nó rất là nặng, nặng vai lắm, khó chịu. Mà 1-2 ngày đầu mà mổ xong các bạn nằm nằm ở dưới đất á, hay trên giường, trên nệm gì đó, thì mình khuyên các bạn là nên nằm ở trên những cái mặt phẳng cứng, có lót những cái tấm cái mền hay chăn nào mà mềm mềm á các bạn nằm, chứ đừng nằm trên nệm. Nằm trên nệm thì cái lưng của các bạn với cái vai này nó sẽ không được thẳng, nó sẽ rất là đau. Cho nên là chúng ta hãy tìm một cái mặt cứng để mà đi, để mà nằm. Thì gần 10 ngày rồi, hơn 10 ngày rồi. Thì ngay chỗ cái mổ này nè, mình rờ vô, mình thấy nó có lòi cái nẹp lên, nhưng mà nó không có đau ngay chỗ này, mà nó đau xung quanh dưới đây nè, tê hết rồi. Nhấn vô thì nó hơi đau đau, giống như cái phần thịt của mình đó, nó bị dập.
Thì cái này là xương đòn bên trái nha. Trong màn hình thì các bạn thấy bên phải, chứ thường thường những người bị gãy xương này thì nó nằm bên trái. Là bác sĩ với lại mấy điều dưỡng trong bệnh viện á có lời khuyên là nên ăn cua tôm đồ vô. Mà theo cái quan niệm dân gian của mình á, thì hay cử những cái máy, những cái thứ đó, thì thứ đó sẽ nó gây độc, gây đau nhất gì đó. Nhưng mà bác sĩ cũng nó cũng có nói rõ là tùy theo cơ địa của mọi người thôi. Có thể những người sẽ cương lên nằm mũ, nếu mà chúng ta ăn một vài ngày đầu thấy có triệu chứng như đau nhất thì chúng ta ngừng. Còn ăn mà không thấy có vấn đề gì, không có cương mũ hay là sưng phù nề thì các bạn cứ ăn như vậy, bổ sung canxi vô để cho nó mau liền xương. Thì cái vết mổ này khi mà nó lành lại hẳn thì chúng ta làm những cái công việc bốc bưng bê, bốc vác gì đó thì chúng ta cũng nên tự lượng sức mình, tại vì cái xương của mình nó đã yếu sẵn rồi, nó đã có một cái vết cái tỳ rồi, thì chúng ta sẽ không làm được nặng như lúc ban đầu nữa. Thì cái thời gian mà mổ lấy nẹp là tùy theo cái mức độ mà lành của cái vết thương. Nếu mà các bạn để càng lâu á, như 1 năm, 2 năm á, thì khi đó thịt nó sẽ ăn vô mấy cái nẹp, mấy con ốc cố định. Nhưng mà xương nó sẽ lành, nó chỉ ăn vào thịt thôi, thì chúng ta có thể phẫu thuật để lấy ra lại, cũng không có vấn đề gì quá to tát. Là một cái thẻ bảo hiểm y tế ở những bệnh viện uy tín đó, để có gì mà ấy chúng ta có cái để sử dụng, chi phí nó sẽ giảm. Thì mổ cái này tốn hết 20 mấy chai đó các bạn ạ. 20 mấy chai đối với mình là một số tiền khá là chà bá đó. Rồi, ok, cho các bạn xem lại cái vết thương nha. Đây, ngay xương đòn vai luôn. Rồi ở đây xung quanh này nó tê cứng ngắc hết rồi. Rồi, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha.